chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Esther 1:10 đột đình đám hơn với một cái diện mạo là cực kỳ chất, cùng với cái đầu công là xám hàng xếp xếp. Theo như chia sẻ từ người chủ thì cái chiếc i15ZR, đây là cái tên gọi của Esther 1:10 tại Indo bên dưới đây, đã được anh ta nâng cấp lại toàn bộ cái phần đầu công với cái sức mạnh là xám hàng xếp xếp, cho chiếc xe mạnh hơn, khỏe hơn, đáp ứng được cái đợt cơn thèm tốc độ của chủ nhân nó. Phần đầu chiếc xe được cắt gọn lại để lấy cái khoảng trống lắp cụm công tắc rời hai bên và cụm tăng Duno 1GB cho hành trình chiếc xe ngắn hơn, giúp chiến mã đề ba cực nhanh. Ở dụng trên mình đồng hồ Kosu sản xuất dành riêng cho cái dòng là Esther 1:10 sử dụng. Trên những cái thông số và cách bố trí cũng tương tự đồng hồ SIM, nhưng có thêm cái chức năng đo đạc chuyên sâu hơn nhiệt độ, bon, báo hay nhất vần. Tiếp theo là những ảnh về phần tay con. Tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino được sản xuất tại Ý, tranh tất chất cả những dòng xe đều có thể dùng được, bao gồm cả những cái mẫu tay ga dùng làm cái phanh đùm sau cũng lựa chọn cái mẫu tay này để trang trí cho con chiến mặt của mình. Phần tay thắng kiểu Costa, lắp ráp cũng rất dễ dàng và canh dọc cũng nhanh hơn nhờ vào cấu tạo có sẵn cốc gió nằm trực tiếp trên cụm. Tuy nhiên do kích thước quá lớn nên buộc lòng người chủ phải khoét rộng cái phần tiền áo nhiều hơn để không bị cả cấn. Nhìn xuống cái dàn chân, ta thấy góc ảnh của sợi dầu Morin kết nối với hàng của Rainbow hai vít đối xứng đi cùng với đĩa gaffer. Đây là một bố combo phải nói là quốc dân hiện nay, bởi mức cái thành là dễ chịu và có những cái phát theo sẵn thất lòng mà không cần đặt mua tiện cũng rất là tiện lợi. Hệ thống treo sau cũng tương tự cái dàn chân trước, tuy nhiên theo dầu là cái mẫu của Rainbow logo đỏ nằm âm ở bên trong, có mức thành cao hơn phiên bản logo lớn và ta thường thấy rất nhiều, được bắt vào xe thông qua một phát heo và được làm nguyên khối vô cùng cứng cáp đã mỹ. Cái phần giảm sóc sau dùng cho mình là cục Rainbow bình dầu rời. Đây là một thương hiệu đồ chơi xe có rất nhiều anh em đã lựa chọn. Mẫu cục này được trang bị hai cái nấm chỉnh ở chân cho bình dầu để kiểm soát hành trình đàn hồi của cục khi đã nặng hoặc đưa mình. Và giá của Esther 1:10 2.9 hiện nay được bán vào tầm là 4-7 triệu đồng, chưa gồm thuế ra biển số. Minky 1:5 nâng cấp phong cách Stormy Sport theo hướng xe đua thể thao. Sau một khoảng thời gian dài chết lặng thì cái chiếc Minky được Honda hồi sinh bằng phiên bản Minky 1:5 thay vì là 50cc hoài cổ. Không những thế, cái mẫu xe này phiên bản mới còn đã nhanh chóng xuất hiện rất nhiều bản độ đầy ấn tượng, dẫn chứng là cái chiếc Minky 1:5 độc chuyển như dưới đây với màn lột xác ấn tượng phong cách là xe đua thể thao. Phong cách Stormy Sport trên phiên bản Minky 1:5 độ này được lấy ý tưởng từ cái mẫu xe đua thể thao của bên Mỹ. Một màu sắc nổi bật được tái hiện với hai gam màu là cam xanh dương, đi kèm đó là những món đồ chơi kiện cái mức giá trị được gắn lên xe mang sự đẳng cấp cũng như tăng cường phần hiệu năng hoạt động trên xe. Phần đầu người chủ trang bị kính gió thiết kế cổ điển tự như cái mẫu xe đua cặp quay sơ. Cái đâm kim được thay thế khi đâm chạy CNC sắc xảo trong từng chi tiết. Chàn chân mâm đúc kim cũng được thay thế bằng cái mâm của CNC đa chấu phối hai màu đen vàng. Hệ thống phanh trước sau được nâng cấp mạnh mẽ, đĩa đồ chơi kết hợp cùng hiệu Rainbow hai bit đối xứng logo lớn qua cái sự hỗ trợ của phát nhôm CNC chạy từ máy cho độ chính xác cực cao. Phần yên được thiết kế lại tự như cái mẫu là cà phê Acer. Bản độ không kém ấn tượng đó chính là cái phần cổ bô titan cực đẹp được hò lên cái màu đi cùng với cái ống trả titan. Đây là cái mẫu ống trả độ ra thứ âm thanh tơi tán đầy lực so với chiếc ống sợi thêm. Cho dụng trên mình cái mâm CNC xanh lớn nên buộc lòng người chủ phải có cái lớp dùng kích thước cực lớn. Và góc này ta thấy nó tự như cái mẫu xe phần lớn. Phần đuôi được cắt lên cao hơn để khoe cái bờ mông to đùng đầy hấp dẫn cũng như hướng đến phong cách cạp và đầy sơn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đã chi tiết nhớ like, subscribe.